죽으네. 뭐라냐? 연기 먹으자. Sai thì em mới cái chứ bình thường em cái chị làm gì đâu. Chị sai cái gì cho con này, chị đã nói với em không tốt, đi về nhà với chị. Đi về đi. Đi về đi. Đi về đi. Đi về đi. Chị đi về đi. Đi về với chị. Đây là chuyện của em. Đi về. Mày nhớ lấy nhá. Này, nói không chịu nghe. Mà xem có ai không mua nhà, ta bán nhà bán cửa. Ta cũng đi.
chỉ có một mảnh đất với cả một kèm một nhà nữa, em xem hợp lý không? Ok, em xem luôn nhé. Chị ở nhà chưa? Ok. Chị ơi, chị ơi, chị ơi, chị ơi, chị ơi, chị ơi, chị có nhà là như này, có ít đất lần sau chị ơi, chị ơi, chị ơi, chị ơi, cái này chị, đất này chị định bán bao nhiêu? Em xem em cho chị giá như nào. Này có tranh chấp với ai không chị, đất này? Không em ạ, đất này đứng tên chị, chỉ có việc đi làm nên là bán xong là chị đi làm không ảnh nhà bán đi làm. Cái này nếu mà thôi số chị em mình thì chị em cũng quen biết, nếu mà chị đồng ý thì em trả chị khoảng 50 thôi, tầm đấy. Vì có cả nhà thì em mới chẳng lấy, không thì cũng lấy cái bằng đấy. Thì thôi được, để em cọc chị ít tiền, nếu mà được em cho cọc chị ít tiền. Xong là còn lại em chuyển khoản chị nhé. Thôi được rồi, cái này em cọc chị bằng này trước nhé, cái này trước. Xong rồi có gì tí nữa em chuyển khoản chị nhé. Đây, em gửi chị. Chìa khóa phòng, khóa cửa đang hết. Em xem có chỗ nào không ý thì em cứ xem cho chị đi. Mới phết đây.
được rồi. Chắc là anh đi chẳng đấy nhé. Bọc bọc nè, bọc bọc. Ôi. Ngon nhỉ. Bye bye. Ở đây ra mệt quá.
chú à, con cháu trả cái máy với lại cái khoan ở nhà chú nhá, vào nhà chú không có ai ở nhà. Vâng. Đâu nhỉ? Cầm hết rồi nhỉ? Này mày ở đâu đến vào nhà tao, đứng ngồi trước cửa nhà tao này. Thế đến vào đây nhà em à? Nhà mày là nhà chị ấy bán tao rồi. Bán này lúc nào? Còn gì mày còn chỗ này mà về nữa, nhà tao rồi không phải nhà mày đâu. Mày cũng tin á? Tao đã sửa đổi cho mày xem cho mày sáng mắt nhá. Mày nói mà không tin cho mày xem cho sáng mắt. Đây, mày xem đây. Đây. Mày xem đây này, đây không phải của em. Mày đụng vào làm gì? Đây, cái này đúng đất nhà mày chưa? Đây nha, chìa bán tao rồi. Mày không còn đây đâu nhá. Đây, chìa khóa còn đây, mày làm gì còn nữa đâu. Làm gì còn nhà mày đâu mà mày này. Đi luôn đi, ý tao ra rồi, ngoài mình nhìn biết ngay đi ta.
đây mà. Sao anh đi lớn đấy? Không được lấy quần áo. Lấy cái quần áo đi, xong rồi mình đi mua một tô này. Đi bắt từ đâu em? Đi sang kia mẹ bảo để cho. Xong rồi. Xong. Ừ. Để rồi.